Đó, là bài cuối cùng trong hôm nay. Thế thì chúng ta biết là cái quá trình đông máu nhá, ta học trong sinh lý rồi, đúng chưa? Trình đông máu có nghĩa là máu từ thể lỏng chuyển thành thể đặc, đúng không? Đấy là quá trình đông máu, là từ thể lỏng nó sẽ chuyển thành thể đặc, đúng không? Và để hoạt hóa cái quá trình đông máu nhá, thì theo hai con đường là con đường nội sinh và con đường ngoại sinh, đúng không? Thì nó sẽ đến chung đến một cái điểm là nó sẽ gì? Chuyển yếu tố 10, chuyển từ yếu tố 10 thành yếu tố 10 hoạt hóa. Đấy. Sau đó thì sẽ chuyển về tiếp theo dưới vai trò của tham gia của ion canxi, ion canxi tham gia rất tích cực vào quá trình đông máu, đúng không? Thì nó sẽ gì? Chuyển hóa, dần dần nó sẽ chuyển hóa từ prothrombin thành thrombin, đúng không? Rồi thrombin tạo thành lại chuyển fibrinogen thành fibrin, và sau đó thì fibrin nó sẽ gì? Lắng đọng, và thì nó sẽ gì? Lại nó tạo thành cái mạng ở trong chứa đựng các tế bào máu và co lại trở thành cục máu đông, thì lúc ấy sẽ là cục đông máu chắc chắn, cục đông máu chắc chắn, đúng không? Thế cho nên là khi mà chúng ta bị chảy máu chẳng hạn, khi mà chúng ta bị chảy máu thì đầu tiên, đúng không, phải có cái phản xạ là co mạch, mạch tại cái chỗ chảy máu này, đúng không? Mạch tại chỗ chảy máu cho máu nó bớt chảy đi. Sau đó thì tiểu cầu, đúng không, kết dính tiểu cầu. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn dính tiểu cầu để mà gì? Đi qua cầu, đi qua cái vùng mà mạch máu tổn thương thô ráp, nên nó sẽ kết dính lại, một tiểu cầu nó đứng lại, rồi dần dần nó sẽ kết dính dần cái gì, cái tiểu cầu lại, để tạo thành cái đương cầm máu trắng tạm thời, đúng không? Sau đó thì hoạt hóa một loạt cái quá trình đông máu như thế này, hoạt hóa một loạt, người ta gọi là dòng thác đông máu, cái nọ tạo thành thì lại xúc xúc tiếp cho tạo thành các cái chất tiếp theo, thành một dòng máu đông, một dòng đông máu, đúng không? Tham gia của các yếu tố đông máu để gì? Cuối cùng thì fibrinogen sẽ gì? Được chuyển thành fibrin nhá. Fibrinogen chuyển thành fibrin và thành cục máu đông. Đấy. Mạng dưới lưới fibrin giam giữ các cái tế bào máu ở trong và co lại tạo thành cục máu đông. Lúc ấy là máu sẽ máu máu đông, gọi là cái đinh cầm máu chắc chắn, đúng không? Như vậy là cái quá trình đông máu nó diễn ra như thế, từ lúc chảy máu cho đến lúc máu cầm nhá, thì nó diễn ra như thế. Thế thì bây giờ hôm nay chúng ta học đến các làm tác dụng trên quá trình đông máu nhá, và quá trình tiêu fibrin, nghĩa là ảnh hưởng đến quá trình đông máu nhá. Sau đó thì lại dụng đến quá trình làm gì, tiêu fibrin để làm cái cục máu đông đi. Đấy là chúng ta sẽ nói về cái thuốc dụng trên quá trình này nhá. Thế rồi thuốc tác dụng lên quá trình đông máu nhá. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu thì chúng ta sẽ có cái gì, nhóm thuốc làm đông máu nhá. Nhóm thuốc làm đông máu, đúng không, nghĩa là làm đẩy nhanh quá trình đông máu, và cái thứ hai là các thuốc chống đông máu là lại làm giảm quá trình đông máu. Các thuốc làm đông máu dùng trong trường hợp là gì, tăng nguy cơ, đúng không, là thuốc làm đông máu nó nhanh quá trình đông máu. Đấy. Thì dùng cho những trường hợp mà vì có nguy cơ chảy máu, đúng không, có nguy cơ chảy máu, máu nó không đông được, nguy cơ chảy máu thì người ta phải làm cho máu đông lại. Đấy là có dùng thuốc làm đông máu. Thế còn ngược lại là trong những trường hợp mà hình thành nên cục máu đông trong lòng mạch, có nguy cơ gây tắc mạch, người ta lại phải dùng thuốc chống đông máu. Đúng không? Thế cho nên là hai cái nhóm thuốc mà gì có cái tác dụng nó ngược nhau, nhá, có cái tác dụng nó ngược nhau. Thế đầu tiên là thuốc tác dụng trên quá trình đông máu ở cái khía cạnh là nó làm đông máu. Đầu tiên chúng ta nói về thuốc làm đông máu trước. Đấy. Thuốc làm đông máu thì trong lâm sàng chúng ta chủ yếu là dùng cái vitamin K. Vitamin K là một trong bốn cái vitamin nhóm mà tan trong dầu, đấy là A, D, E, K. Đây là vitamin làm đông máu, thì chủ yếu trong lâm sàng dùng nhóm là dùng cái vitamin K. Đấy. Thế thì vitamin K thì nó có ba cái nguồn gốc nhá. Nếu mà nguồn gốc từ thực vật nhá, thì người ta gọi là vitamin K1. Nguồn gốc vi sinh vật thì là vitamin K2 nhá, là vi khuẩn ruột, có thể là tổng hợp được cái vitamin K là K2, và nguồn gốc hợp hóa học nó là vitamin K3. Đấy, các loại vitamin K. Thế thì vitamin K, đúng không? Chúng ta biết là vitamin tan trong dầu, trừ vitamin K3 thì người ta dùng dưới cái dạng là vitamin tổng hợp, người ta dùng dưới dạng muối natri, cho nên nó lại trong nước,
Đấy, cho nên các loại vitamin K mà tiêm thì thường là vitamin mà tiêm mà dung dịch nước ấy. Đấy, chúng ta dung dịch nước mà để tiêm ấy, vitamin K thì thường là K3. Còn K1, K2 thì nó phải là vitamin tan trong dầu. Thì vitamin K là vitamin làm đông máu. Nó cái thế nào thì là nó là cái giúp sức cho gan. Trong cơ thể chúng ta, gan là cái cơ quan tổng hợp các yếu tố đông máu. Cụ thể là yếu tố đông máu số 2, số 7, số 9 và số 10. Gan là cái nơi mà tổng hợp ra các yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10. Đó là những cái yếu tố tham gia vào cái dòng thác đông máu. Đấy, tham gia vào cái dòng thác để tạo thành cục máu đông. Thì vitamin K là vitamin giúp, đúng không? Giúp cho gan tổng hợp các yếu tố đông máu này, nên nó là thuốc làm đông máu. Cho nên những cái người mà bị thiếu hụt vitamin K, đấy, những cái người mà bị thiếu hụt vitamin K trong cơ thể thường là sẽ có biểu hiện là gì? Chảy máu, máu không đông được, đúng không? Có vitamin K thì chảy máu, máu không đông được. Ví dụ như bị những cái vết bầm máu ở dưới da, là bị chảy máu đường tiêu hóa, chảy đi đi tiểu ra máu, hoặc là chảy máu răng miệng. Vì do thiếu vitamin K thì nó thiếu các yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10, nên là máu không đông được. Đấy. Thế thì đấy là về cái tác dụng của vitamin K nhé. Tác dụng của vitamin K thì như thế. Gì? Vitamin K nhé. Về dược động học, vitamin K nó hấp thu thì vitamin K3 thì là vitamin tan trong nước, dùng dưới dạng muối natri cho nên tan trong nước. Thì nó hấp thu trực tiếp vào máu. Nhưng các vitamin khác A1, A2 là vitamin tan trong dầu nhá. Thì khi uống nó cần có sự có mặt của axit mật. Axit mật nó nhũ hóa và sự tham gia của mật nhá, thì mới hấp thu được các loại vitamin A1, K2 mà tan trong dầu nhá. Đấy. Phải có cái vai trò của cái mật, trong mặt là axit mật để cung cấp nhũ hóa, tăng cái hấp thu vitamin K qua đường tiêu hóa, đúng không? Thì chuyển hóa, nó được chuyển hóa qua gan, thải trừ qua cả phân và nước tiểu. Thì cái vitamin K thì thường là cái K1, K2 thì nó ít, là do vi khuẩn ruột hợp. Vitamin K1 là nguồn gốc từ thực vật thì thường là nó ít tác dụng không mong muốn hơn. Còn cái vitamin K3 thì là nguồn gốc học tổng hợp. Nó có một cái ưu điểm là nó dùng dưới dạng muối natri tan trong nước, cho nên là cái sử dụng nó dễ dàng hơn. Không, sử dụng nó dễ dàng hơn. Nó dễ hơn. Tiêm được dạng nước, dung dịch nước, nước được. Nhưng mà nó lại nhiều tác dụng không mong muốn. Nó lại nhiều tác dụng không mong muốn hơn. Nó có thể gây thiếu máu, tan máu vàng da, tan máu ở trẻ sơ sinh, hoặc là tan máu ở người thiếu cái enzyme glucosa 6 phosphate dehydrogenase, chúng ta gọi là G6PD. Đấy, nó hay gây ra tình trạng máu. Đấy, thế rồi nó có thể gây kích ứng da nhiều hơn, hoặc là ảnh hưởng đến ức chế hô hấp, gây ra tình trạng nôn, đúng không? Albumin niệm. Đấy, đây là những cái triệu chứng độc tính chủ yếu của hay gặp vitamin K3. Nên vitamin K3 là vitamin tổng hợp hóa học, nó dễ dàng thuận tiện hơn, sử dụng thuận tiện hơn, nhưng nó lại gây nhiều cái độc hơn. Trong một quá trình sử dụng, người ta thấy cái độc tính, cái tác dụng không mong muốn của nó lại nhiều hơn loại vitamin K1 là nguồn gốc thực vật. Cho nên hiện nay cái xu thế là người ta lại gì sử dụng nhiều cái loại vitamin K1 hơn. Còn vitamin K3 mà tổng hợp hóa học thì hơn rất là nhiều, bởi vì cái độc tính nó tăng, độc tính nó cao hơn so với hai cái vitamin K1 và K2. Nhất là vitamin K1 là nguồn gốc tự nhiên. Đấy. Thì vitamin K nhá, nó giúp gan tổng hợp yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10. Cho nên là nó được dùng khi nào nhá? Nó được dùng trong trường hợp thứ nhất là những người bị thiếu vitamin K do các nguyên nhân khác nhau. Đối với vitamin K do các nguyên nhân khác nhau, do ăn uống không đủ, đúng không? Ăn uống không đủ, nguồn gốc từ thực vật không đủ, rau cỏ nó không cân đối với lượng vitamin K không đủ. Thứ hai là có cung cấp đủ nhưng mà nó lại không hấp thu đủ, bởi vì những người mà bị
bệnh gan mật, đúng không? Bệnh nhân bị gan mật, mật không có mật thì nó cũng không hấp thu được vitamin K. Đấy. Hoặc là những cái người mà thiếu vitamin K do cái gọi là dùng kháng sinh nhiều là nó tiêu diệt hết các gì, tiêu diệt những cái vi khuẩn trong ruột mà nó tác dụng là gì, sản xuất ra hợp được vitamin K2 ruột. Nên cái nguồn K2 từ các vi khuẩn ruột nó cũng bị giảm đi, cho nên nguyên nhân dẫn đến thiếu. Thì tất cả những trường hợp ấy là thiếu vitamin K do các nguyên nhân khác nhau, do ăn không đủ, do gì ăn uống không đủ, do ăn đủ nhưng không hấp thu được, do thiếu mật như trong bệnh một số bệnh gan, hay là cái gì, hay là cái dùng kháng sinh nhiều nó tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột mà sản xuất ra K2, cho nên tất cả trường hợp là thiếu vitamin K. Và khi thiếu vitamin K thì hay gì, nguy cơ chảy máu, đúng không? Có nguy cơ chảy máu vì nó không tổng hợp được các yếu tố đông máu. Đấy. Không tổng hợp yếu tố đông máu. Đấy. Không sao nghe. Sao mà đấy. Đấy. Không tổng hợp được yếu tố đông máu nhá. Xem một tí này. Tạm văn uy. Ừ. Đấy là về cái thuốc làm đúng không? Sao cô vẫn không 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 vào được cái này? Như thấy các bạn in vào mà nó cũng chả biết thấy là chỗ nào mà nó lại in vai mà lại không mời được. Bắt có rồi đây này, bắt vào được rồi đây này. Phạm Văn Uy cũng có trong này rồi này. À, thì đấy là cái chỉ định nhá. Một là thiếu vitamin K do các nguyên nhân khác nhau nhá. Cái thứ hai là phòng và điều trị thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh mà hay gây ra tình trạng chảy máu xuất huyết. Phòng và điều trị thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh nhá. Đấy. Ở trẻ sơ sinh có một sáu số cháu mà trẻ nhỏ ấy, mà thì nó hay gây có bị tình trạng thiếu vitamin K, cho nên các cháu mà gây xuất huyết, chảy máu xuất huyết, nhất xuất huyết não thì sẽ sao nguy hiểm cho trẻ, đúng không? Tổn thương não rất nguy hiểm cho trẻ. Thế trẻ sơ sinh thì cũng nhiều cháu hay bị thiếu, hay bị thiếu cái vitamin K. Đấy. Là vì thường là vitamin K thì ở trẻ sơ sinh thì chủ yếu là bú mẹ, đúng không? Chủ yếu là bú mẹ. Bú mẹ thì cái vitamin K trong sữa nó không nhiều. Thứ hai là cái vitamin K2 ở đường ruột do vi khuẩn ruột, thì vi khuẩn ruột cũng chưa phát triển, nó cũng không gì, nó cũng không có, nó cũng chưa tổng hợp với vitamin K. Cái nguồn mà nuôi dưỡng thì rõ ràng chỉ bố mẹ đã không có nguồn ăn từ bên ngoài vào. Đấy, cho nên là nó không có cái nguồn mà từ thực vật là không có rồi. Trẻ lớn hơn thì mới bắt đầu ăn rau cỏ, ăn cái thứ thì mới có nhá. Thế là thường là chỉ sống bằng ăn thì nuôi bằng sữa mẹ, cái nguồn vitamin K trong sữa mẹ nó không nhiều, vi khuẩn ruột hợp hai thì chưa có. Nên cho nên nhiều cháu bé là nó sẽ thiếu vitamin K và nó hay gây chảy máu xuất huyết nhá. Người ta có chỉ định là phòng và điều trị thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh. Cái thứ ba là cái chuẩn bị trước phẫu thuật nhé. Bị trước phẫu thuật, những người mà có nguy cơ chảy máu nhiều trong phẫu thuật ấy, máu không đông được khi sau khi mà mổ xẻ phẫu thuật, mà không đông được thì sẽ mất máu rất nguy hiểm. Những cái người mà thấy là gì, người ta làm cái thời gian máu chảy, thời gian máu đông, đúng không? Rồi là người ta xem các, nếu mà có nguy cơ chảy máu thì người ta sẽ dự phòng trước nhé. Có thể dự phòng trước 2-3 ngày trước khi phẫu thuật thì người ta dùng vitamin K để tránh cái chảy máu sau phẫu thuật. Những cái người mà định lượng cái prothrombin chính là yếu tố hai đấy, yếu tố đông máu hai, prothrombin mà giảm, người ta định lượng cái nồng độ prothrombin trong máu mà giảm thì người ta cũng dùng vitamin K để giúp gan tăng cái tổng hợp prothrombin. Thế và một cái chỉ định nữa là gì, là những người mà ngộ độc dẫn xuất cumarin, ngộ độc dẫn xuất cumarin đấy. Thế thì cái cumarin là cái dẫn thuốc mà tí để chúng ta sẽ học, nó là một cái thuốc chống đông máu nhé, là cái thuốc chống đông máu. Cumarin tí nữa chúng ta sẽ học sau bài sau, nó là thuốc chống đông máu. Trong trường hợp mà bệnh nhân lại dùng thuốc chống đông máu nhưng mà nó lại tác dụng quá mạnh, quá liều, thế là nó xảy ra cái tình trạng là gì, chảy máu quá mức, đúng không? Dùng thuốc chống đông máu nhưng tác dụng chống đông máu quá mạnh thì nó trở thành ra xuất huyết, chảy máu quá mức. Lúc ấy người ta lại phải dùng vitamin K để gì, tăng cường yếu tố đông máu, để làm đông máu trở lại. Thế là điều trị trong trường hợp ngộ độc dẫn xuất cumarin. Đấy. Và cumarin, à, cái vitamin K thì có thể dùng bằng các đường uống hoặc là gì, đường tiêm. Đấy, uống thường là vitamin K1 người ta được dùng đường uống thôi,
nhá. Còn đường tiêm thì trước đây là hãy tiêm cái loại vitamin K3, muối natri của vitamin K3 nó tan trong nước thì hãy dùng đường tiêm nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì cái xu thế là K3 nó giảm đi rồi nhá, vì cái nguy cơ tác dụng phụ, cho nên là cái nguy cơ cái độc tính nhá, nên là người ta thường dùng vitamin K1 thì có thể dùng đường uống. Mà đường uống muốn có tác dụng thì phải uống dài ngày hơn, dự phòng trước phẫu thuật là người ta phải gì, là người ta phải 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 dùng trước vài ngày, đúng không? Còn nếu mà tiêm thì người ta không tiêm K1 thì là tan trong nước thì dễ nhất, nhưng mà nếu mà không tiêm K3 tan trong nước thì dễ dùng, nhưng mà nếu không K1 thì phải là dạng tiêm dạng dầu, đúng không? Tiêm dạng dầu đấy. Thì đấy là cái những cái chỉ định nhá, và cái liều dùng của nó thì tùy theo mức độ thiếu nhá, tùy theo mức độ thiếu. Trung bình thì là 100 đến 200 mg một ngày, nhưng tùy theo mức độ thiếu nhá. Thế đấy là những cái chỉ định. Vitamin K là cái thuốc làm đông máu trong trường hợp mà xuất huyết, thiếu vitamin K thì làm nó chảy đông máu trở lại. Đấy. Thế ngoài vitamin K nhá, ngoài vitamin K thì có thể là dùng cái loại thuốc làm đông máu toàn thân khác nhá. Đấy. Thì vitamin K vẫn là cái dùng thường xuyên nhất nhá. Ngoài ra là có thể dùng canxi, bởi vì là canxi cũng tham gia vào cái gì, tổng hợp dòng thác đông máu, để mà canxi nó là yếu tố 4. Canxi thì cũng là một trong yếu tố góp phần vào quá trình đông máu. Đấy, là canxi đó đấy. Hoặc là cái coagulen. Coagulen đó là cái tinh chất máu toàn phần. Đấy, bên trong nó có chứa các tiểu cầu, nó cũng làm trong cái quá trình đông máu nhé. Ngoài thì nó còn một cái thuốc làm đông máu toàn thân khác, ví dụ như là bazochrome hạ. Đấy, một số chất tự dùng mà ít dùng. Có trên thị trường rất ít dùng, nó làm cái sức kháng mau mạch, giảm tính thấm thành mạch. Đấy. Thì cái này nó hỗ trợ thêm thôi nhá. Là cái vitamin P thì có nguồn gốc thực vật, nó là các flavonoid lấy từ nguồn gốc thực vật, nó làm giảm tính thấm thành mạch, tăng cái sức đề kháng mau mạch. Cho nên là nó cũng có hỗ trợ nhá, hỗ trợ trong cái tác dụng là thuốc làm đông máu toàn thân. Đấy. Cái này chỉ là hỗ trợ, còn chủ yếu đông máu toàn thân vẫn là dùng gì? Vitamin K. Còn trong một trường hợp nếu thiếu canxi nhá, mà làm cái máu không đông được, thì người ta dùng cái canxi clorid bổ sung. Nếu trong trường hợp thiếu canxi mà máu không đông được, người ta dùng canxi clorid. Đấy là các thuốc làm đông máu nhá, thì chủ yếu chúng ta học cái vitamin K chính nhá, yêu cầu học cái phần vitamin K. Đấy. Còn ngược với thuốc làm đông máu là thuốc chống đông máu nhá. Ngược với thuốc làm đông máu là thuốc chống đông máu. Thì thuốc chống đông máu thì dùng cho những trường hợp mà dễ hình thành cục máu đông gây ra tắc mạch, và tắc mạch chúng ta biết cũng nguy hiểm, đúng không? Tắc mạch bằng mạch phổi, tắc mạch não, ngon là đột quỵ, ngon tắc mạch nhồi máu cơ tim, ngon đấy là tắc mạch phổi, tắc mạch chi dưới, tắc mạch thân chẳng hạn, gây có khi gây hoại tử, máu không xuống được, gây hoại tử thì phía dưới của cái cục máu đông là máu không xuống được, thiếu máu nó dễ hoại tử. Cho nên là chống đông máu dùng trong trường hợp mà gì, nguy cơ hình thành cục máu đông nhá, nguy cơ hình thành cục máu đông thì người ta phải dùng thuốc chống đông. Đấy. Thế thì đấy là cái thuốc ngược với thuốc làm đông máu là thuốc chống đông máu. Nhá. Thế thì có hai loại cái nhóm thuốc làm hai thuốc chống đông máu nhá. Đấy là cái thuốc chống đông máu dùng ở ngoài cơ thể hay là trong phòng thí nghiệm. Dùng ở ngoài cơ thể hay chúng ta gọi là trong phòng thí nghiệm nhá. Đấy, trong phòng thí nghiệm là dùng ngoài cơ thể người. Đấy. Thí dụ trong phòng thí nghiệm thì người ta có thể là dùng các cái ống nghiệm đặc biệt. Đấy. Nó hạn chế vỡ tiểu cầu. Ví dụ như là các ống nghiệm trắng bằng paraffin, hoặc là sáng ống nghiệm trắng bằng ống nghiệm bằng direct thì nó sẽ giảm, nó nhẵn, cho nên nó nhẵn hơn, nó đỡ cái yếu tố thô ráp, tránh được sự vỡ ống cầu nhá. Vỡ tiểu cầu. Thế nhưng mà một cái nữa là người ta làm gì? Một cách đơn giản trong phòng thí nghiệm là người ta muốn chống đông thì người ta làm mất tác dụng của ion canxi đi. Ion canxi là một trong những cái mà gì, yếu tố đông máu. Vai trò của ion canxi trong quá trình đông máu là gì? Lớn. Cho nên khi người ta làm mất yếu tố, mất tác dụng canxi đi thì máu không đông được. Canxi tham gia vào quá trình đông máu, bây giờ là mất canxi đi, mất vai trò của ion canxi đi, ở trong ống nghiệm nó làm mất cái vai trò của ion canxi đi thì máu không đông. Tại sao lại như thế? Bởi vì là chúng ta cần, trong một số trường hợp nếu mà chúng ta gì lại phải cần sử dụng máu không đông, khi chúng ta lấy máu từ trong mạch ra, chúng ta cứ để tự nhiên ở ngoài nó sẽ đông lại, đúng không? Tự nhiên nó sẽ đông lại, nó sẽ tách lớp riêng, huyết riêng của các tế bào máu nó lắng xuống dưới,
chúng ta chắt huyết thanh ở phía trên. Chúng ta chắt cái huyết thanh ở phía trên để chúng ta làm một số xét nghiệm, thì đấy chúng ta có để máu đông tự nhiên. Thế còn trong một số trường hợp chúng ta phải cái gì, cái lấy máu ra ngoài nhưng nó lại phải không đông, nó không đông lại thì mới làm được xét nghiệm hoặc mới truyền được máu, đơn giản là truyền máu nhé, truyền máu đấy. Thì cũng phải máu không đông chứ, đúng không? Truyền máu, lấy máu ra từ người này đang truyền đến người khác thì cũng phải là máu không đông. Thế thì trong trường hợp ấy thì người ta gọi là phải dùng các thuốc đúng là ngăn cản tác dụng canxi ở trong máu, trong ống huyết để cho nó gì, cho nó không đông được. Muốn ngăn cản là mất tác dụng của ion canxi thì ta dùng ví dụ các loại như là natri oxalat, natri fluoride chẳng hạn. Thì người ta dùng natri để mà làm mất tác dụng canxi, khi có mặt của natri thì nó sẽ gì kết hợp với các cái chất nó làm cho mất cái tác dụng của ion canxi, thì ngăn tác dụng của ion canxi. Hoặc là dùng các cái phức hợp A racinat là những phức cua nó gắn với canxi và nó gắt canxi ra, làm nó canxi ra, canxi kết hợp với canxi thành cái phức hợp mà ta gọi là phức hợp cua, tạo thành phức hợp lớn và làm ion canxi mất tác dụng. Thế thì đấy là ngăn tác dụng canxi, nó làm sao nó đảm giảm tác dụng canxi đi. Đấy. Thì đấy là trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng như thế, người ta thường dùng hợp chất để làm chống đông, nó là chống đông máu trong phòng thí nghiệm, là thuốc chống đông máu trong các cái trường hợp mà dùng máu địch máu để lấy máu ra để truyền, để làm một số xét nghiệm. Ví dụ ngay đơn giản nhất là làm công thức máu, làm công thức máu thôi. Rất chắc chắn là phải dùng máu không đông, chứ máu đông lại thì làm sao đếm được các cái tế bào máu vòng cầu bạch cầu được, đúng không? Nên là trong trường hợp thì người ta dùng các cái chất này cho luôn vào máu trực tiếp ấy, cho luôn vào các cái bịch ống nghiệm hoặc là cái bịch máu truyền ấy, cho luôn các chất vào để mà người ta ngăn cản cái tác dụng của cái ion canxi đi. Hay đơn giản nhất là bây giờ ở trong dân gian chúng ta, ví dụ như là muốn lấy máu ra, đúng không? Lấy máu, ví dụ là lấy làm tiết canh lợn, tiết canh dê như thế. Thì nếu lấy máu ra mà chúng ta cứ lấy máu ra của động vật ra, chúng ta để vào cái bát thì đương nhiên nó sẽ đông lại, thì làm sao mà đánh tiết canh được, đúng không? Là lúc ấy phải cho cái gì vào? Phải cho cái gì vào? Cho muối, đúng không? Cho cái muối vào, cho cái muối nước mắm vào. Trong nó có natri mặn mà, natri clorid có ion natri, thế là khi có mặn natri thì nó sẽ làm mất dụng của ion canxi đi, thế là máu không đông. Chỉ cần cho tí muối, tí nước mắm vào thôi là nó sẽ không đông, máu nó không đông lại, chúng ta có thể đánh tiết canh được nhé. Đấy là dùng bên ngoài cơ thể. Còn bên trong cơ thể, trong lâm sàng, trong lâm sàng thì để ngăn chặn cái hình thành máu đông trong mạch máu của bệnh nhân thì người ta sẽ phải có dùng thuốc. Cái máu là dùng điều trị là cũng là cái bệnh máu, máu không đông được nguy hiểm, mà máu đông quá gì nguy hiểm, nó không đông được thì nó cũng chảy máu nguy hiểm, mà bây giờ máu đông quá nó tạo thành cục máu đông mạch cũng nguy hiểm, tai biến rồi rất là nặng. Cho nên là cái thuốc chống đông máu là cái thuốc được dùng nhiều trong lâm sàng, bởi vì cái nguy cơ hình thành cục máu đông rất là nhiều lòng mạch. Thì trong lâm sàng người ta phải dùng như thế nào? Thì trong lâm sàng thì người ta sẽ có ba nhóm thuốc chống đông máu, ba nhóm thuốc chống đông máu. Thế thì nó là gì? Thuốc là gì? Nhất là nhóm chế tổng hợp các yếu tố đông máu, chế tổng hợp các yếu tố đông máu. Mà yếu tố đông máu này là tổng hợp của gan. Nên cái nhóm đầu tiên là ức chế tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan. Vì cái nhóm là này là thông qua gan, chế tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan, nên nó hoàn toàn nó không có tác dụng bên ngoài cơ thể. Thí nghiệm nó không có tác dụng, mà nó phải trong cơ thể nó có cái gan để ức chế tổng hợp các yếu tố đông máu tại gan, cho nên nó chỉ có tác dụng trong cơ thể bệnh nhân thôi. Còn chúng ta có dùng ngoài cơ thể, thí nghiệm hoàn toàn không có tác dụng. Thế thì cái nhóm mà chế tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan,
bắt buộc phải dùng trên cơ thể người bệnh, không trông đông máu bên ngoài được, không lấy cái ống máu ra mà cho cái thuốc này vào nó làm chống đông, không có, không có ga. Đấy. Thế thì nhóm này chính là cái nhóm dẫn xuất cumarin inanglion, chúng ta gọi là dẫn xuất cumarin inanglion, là cái nhóm mà ức chế tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan và chỉ có tác dụng bên trong cơ thể. Nhóm này thì thường dùng đường uống, cho nên người ta hay gọi là nhóm chống đông đường uống. Thường dùng đường uống cho nên người ta gọi là nhóm chống đông đường uống. Còn cái nhóm thứ hai cũng có tác dụng chống đông máu. Nó là tác dụng gì? Tế tác dụng các yếu tố đông máu. Tế tác dụng các yếu tố đông máu nghĩa là tổng hợp được rồi. Gan tổng hợp được rồi. Gan tổng hợp rồi. Đổ vào máu, đúng không? Các yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10 nó tổng hợp được rồi, gan tổng hợp rồi, đổ vào máu, thì lúc này các cái thuốc nhóm thứ hai là nhóm làm cho gì? Chế tác dụng của yếu tố đông máu có ở trong máu. Yếu tố đông máu có trong máu thì nó làm mất tác dụng của yếu tố này. Cho nên cái nhóm thứ hai này nó có dùng được ở ngoài cơ thể không? Có dùng được ở ngoài cơ thể không các em? Các em có dùng được không? Không. Dùng được không? Nhóm thứ hai này có dùng được không? Bây giờ yếu tố đông máu gan tổng hợp rồi. Nhá. Bây giờ nó đổ vào trong máu rồi. Nhá. Nó đổ vào trong máu rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể chống dùng cái thuốc này để chống đông máu ở ngoài ống nghiệm được không? Chống được không? Bây giờ các yếu tố đông máu nó đã ở trong máu rồi. Nhá. Cho nên là gì? À, máu của bệnh nhân ở trong lòng mạch cũng như máu mà đã lấy ra ống nghiệm rồi, ra bịch máu rồi truyền đấy rồi thì sao? Ta chỉ cần cho cái thuốc chống đông ấy vào thì nó sẽ làm mất cái tác dụng chống đông đang có mặt trong máu, đúng chưa? Đúng chưa nào? Nên cái này nó không cần đến gan, gan tổng hợp rồi đổ ra máu, bây giờ nó làm mất tác dụng của các yếu tố đông máu ở trong máu. Nên là máu ở ngoài cơ thể, trong ống nghiệm cũng như là máu trong cơ thể bệnh nhân nó đều có tác dụng. Nghĩa là đều có tác dụng. Nên chỉ cái nhóm 1 thì cần cái gan thì phải thì mới có tác dụng bên trong cơ thể, còn không có tác dụng bên ống nghiệm ngoài cơ thể. Nhưng cái nhóm 2 này là ức chế tác dụng yếu tố đông máu thì nó có tác dụng, người ta gọi là in vivo là trong cơ thể cũng như in vitro là ở ống nghiệm tác dụng. Ống máu ấy chúng ta lấy vào trong ống nghiệm, chúng ta nhỏ một cái giọt này vào, mà cụ thể cái nhóm này, cái thuốc dùng nhóm này là heparin. Cái thuốc mà ức chế tác dụng các yếu tố đông máu thì là tên thuốc là heparin. Tên heparin thì chúng ta lấy cái ống máu ấy, chúng ta nhỏ một cái giọt heparin vào thì cái máu nó cũng không đông. Máu nó cũng không đông. Cái bịch máu mà lấy trước khi lấy máu cho người, cái người cho máu, cái bịch máu heparin, cho vài giọt heparin vào thì máu lấy vào xong bao giờ người ta phải lắc lên, khi mà lấy máu xong người ta phải lắc lên, thì lắc lên thì máu cũng gì không đông thì người ta mới truyền cho người khác. Đấy. Thì ức chế tác dụng của yếu tố đông máu thì nó có cả gì, dùng được cả trong cơ thể bệnh nhân cũng được, cả ngoài cơ thể bệnh nhân, phía ngoài cơ thể, trong ống nghiệm, trong bịch máu cũng được. Cái sự khác biệt nhìn thì, và chủ yếu heparin thì dùng trong cơ thể nó lại chỉ dùng bằng đường tiêm, không uống được, bị phá hủy không uống được. Nên thì từ hai cái nhóm này chúng ta thấy có rất nhiều điểm khác nhau, đúng như nào, rất nhiều điểm khác nhau. Chứ này chúng ta cứ việc gì so sánh và chúng ta thấy rõ. Ví dụ nhóm số 1, cơ chế tác dụng là ức chế tổng hợp yếu tố đông máu gan. Thứ hai là ức chế dụng của các yếu tố đông máu ở trong máu, đúng chưa? Là hai cái cơ chế khác nhau, đúng không? Rồi là cách dùng thì sao? Một anh được uống, một anh được tiêm, đúng không? Và cái gì chỉ định khác nhau ở chỗ là nhóm thứ nhất phải cần gan, cho nên là thông qua gan, cho nên là chỉ có tác dụng bên trong cơ thể thôi, khi dùng cho người bệnh thôi. Còn nhóm thứ hai thì vừa tác dụng bên trong cơ thể vừa tác dụng bên ngoài cơ thể được. Đấy là một khác biệt rất lớn giữa hai cái nhóm này.
Hai cái này này. Thế còn cái Cô nhóm ơi, thứ ba là chống đông máu. cô xin lỗi cô một chút là lớp em có mấy bạn bị ao văng ra ngoài á, mạng các bạn ấy cứ bị chập chờn, cô cho các bạn vào giúp em ạ. Ừ, đấy cô một tí xong mấy cái bạn lúc nãy làm sao mà được rồi, để xem đây, để cô xem này. Ngoài nó có ra cái này rồi. Bạn vào được chưa? Em vào được hết chưa? Vào rồi. Alo, các em vào được hết chưa? Alo, các bạn vào được hết chưa? Dạ rồi ạ. Đúng không? Vào được hết rồi đúng không? Thế thì chúng ta nói tiếp nhá, các thuốc chống đông máu này nhá. Thì trong lâm sàng. Trong lâm sàng thì có 3 nhóm. Ba nhóm, một là nhóm ức chế tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan, chỉ tác dụng cho vào Hoàng Duy Đức này, thôi cứ cho vào đi rồi nữa xem đầu giờ có không sao. Thế thì nhóm này nhá, chỉ tác dụng để ở các cái gì, chỉ tác dụng ở trong cơ thể, chỉ dùng in vitro và dùng được uống, đấy là dẫn xuất marine và inangio. Chúng ta nói ngắn gọn là dẫn xuất cumarin. Thứ hai chúng ta sẽ học heparin. Heparin là thuốc cái tác dụng của các yếu tố đông máu, cho nên là nó tác dụng in vivo là cả trong cơ thể và in vitro là cả ngoài cơ thể trong nghiệm đấy. Và cái nhóm thứ ba, thuốc chống kết dính tiểu cầu, chống kết dính tiểu cầu hoặc là chống tập đấy. Thì cái nhóm này ví dụ như aspirin, hay dùng bây giờ aspirin, thuốc chúng ta đã nói rồi đúng không? Aspirin dùng với liều rất thấp đấy, với liều rất thấp thì là sẽ có tác dụng chống cái tập tiểu cầu. Aspirin chúng ta học rồi đúng không, học trong cái bài gì hạ sốt giảm đau chống viêm rồi chưa. Thế còn một số thuốc khác nhá, ví dụ như là clopidogrel, clopidin thì cũng có tác dụng chống kết dính tiểu cầu nhá. Thì có ba nhóm nhá, trong đó chúng ta sẽ nhóm chủ yếu là vào học và so sánh phân tích hai cái nhóm trên nhá. Cái nhóm trên đấy. Thế còn chống cái dính tiểu cầu thì đại diện là aspirin chúng ta đã học rồi nhá. Clopidogrel thì cũng là một chút chống cái dính tiểu cầu, thì chúng ta sẽ nói nhanh cái thuốc này nằm nhóm chống cái dính tiểu cầu. Còn chủ yếu chúng ta sẽ học hai cái nhóm thuốc mà dùng trong lâm sàng chủ yếu hiện nay là ức chế tổng hợp yếu tố đông máu ở gan và ức chế tác dụng của yếu tố đông máu trong máu. Thế thì thứ nhất là thuốc chống đông đường uống. Thuốc chống đông đường uống chính là cái nhóm dẫn xuất của cumarin và inangion đúng không? Đường uống. Thế còn heparin là thuốc chống đông đường tiêm, đó là cơ chế chúng ta có thể so sánh được hai nhóm, đúng chưa? Nhìn cái tên thôi, đúng không? Và cái nhóm thuốc là chúng ta biết nó có những đặc điểm gì cơ bản rồi, như là cô vừa mới phân tích cho chúng ta thấy, đúng không? Thế bây giờ cái thuốc chống đông máu đường uống thì dẫn xuất cumarin đấy, nó là cái thuốc mà ức chế tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan. Các cái thuốc này nguồn gốc của nó là những chất hợp và nó có cấu trúc gần giống như là vitamin K. Nó là những hợp hóa học tổng hợp nhưng mà nó có cấu trúc tựa theo cái cấu trúc vitamin K, cho nên nó có cấu trúc gần giống với vitamin K. Vitamin K chúng ta vừa học là thuốc làm đông máu, nó giúp gan tổng hợp yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10. Thế còn cái dẫn xuất cumarin thì cấu trúc lại gần giống vitamin K. Nên nó làm sao? Cho nên nó lại cạnh tranh với vitamin K. Cạnh tranh vitamin K. Cho nên nó chỉ có tác dụng ngược lại là gì?
làm gan không tổng hợp yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10. Đúng chưa? Nó có tác dụng, nó gần cấu trúc gần giống với vitamin K cho nên nó cạnh tranh. Bình thường thì vitamin K làm giúp gan tổng hợp yếu tố đông máu, đúng không? 2, 7, 9, 10. Bây giờ cái thuốc này nó lại cạnh tranh, nó làm mất tác dụng vitamin K đi, nên nó sẽ cản trở, nó ngăn cản cái tổng hợp của yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10. Không có yếu tố đông máu thì máu không đông được, thế là nó thuộc cái nhóm chống đông máu. Cái nhóm này người ta gọi là thuốc kháng vitamin K. Nhóm mà thuốc chống đông đường uống dẫn xuất coumarin thì người ta gọi là thuốc kháng vitamin K, dụng đối kháng ngược với vitamin K. Đấy là về cái cơ chế tác dụng, cơ chế tác dụng của nó. Dẫn xuất coumarin nó ngược vitamin K, đối kháng vitamin K, cho nên thế tổng hợp yếu tố đông máu của gan. Rõ ràng là cái thuốc này nó phải tác dụng qua cái gan. Gan vitamin K thì phải thông qua gan để tổng hợp yếu tố đông máu. Thế cho nên cái thuốc coumarin nó phải đối kháng vitamin K tại gan, đúng không? Đối kháng vitamin K tại gan thì nó mới ức chế tổng hợp của yếu tố đông máu. Nên là gì, nó chỉ tác dụng trong cơ thể bệnh nhân là có cái gan thôi. Đấy. Có gan thôi. Đấy. Thế thì nói đến cái này là chúng ta thấy là rõ ràng cái vai trò gan này nhá. Nói đến cái coumarin là phải liên quan đến cái gan. Đấy. Liên quan đến cái gan. Thì cái gan ở đây, rõ ràng cái gan ở đây là cái vitamin K nhá. Nó giúp cho các cái yếu tố, là giúp gan tổng hợp các yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10 này, chính là nó làm cho các yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10 ở dạng chưa hoạt hóa trở thành hoạt hóa, có tác dụng. Thành hoạt hóa mới là dạng có tác dụng. Các yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10 bình thường trong gan để ở dạng chưa hoạt hóa, chưa có tác dụng, thì vitamin K là nó làm cho ở thành dạng hoạt hóa, đấy, trở thành dạng hoạt hóa là dạng có tác dụng. Thế còn thuốc marin là chế cái vitamin K, cho nên làm cho vitamin K không hoạt hóa được để trở, làm cho cái yếu tố đông máu không hoạt hóa được để trở thành dạng có tác dụng. Nó tác dụng ngay tranh chấp nhau chính ở cái gan này, chính cái gan này. Đấy. Thế thì dẫn xuất marin nha, vì năng điêu là cái nhóm thuốc chống đông máu mà nó có những cái đặc điểm nhá, nó có những cái đặc điểm riêng. Nhất là hấp thu thì rất nhanh. Hấp thu nhanh, nhìn chung là dẫn xuất thì nó có nhiều thuốc. Đấy, có một số thuốc trong cái nhóm dẫn xuất coumarin với năng điêu, nhìn chung là các thuốc hấp thu nhanh nhưng dụng lại xuất hiện chậm. Hấp thu nhanh nhưng dụng lại xuất hiện chậm. Thường độ khoảng 24 giờ đến 36 giờ sau khi uống. Nhóm này là nhóm dùng đường uống. Nhóm này là nhóm dùng đường uống, cho nên người ta gọi thuốc chống đông đường uống, người ta hiểu là nhóm này. Thế thì nó dùng đường uống, cho nên là gì? Cho nên là tác dụng nó chậm. Thường từ 24 đến 36 giờ sau khi uống mới phát huy tác dụng chống đông. Vậy mà trong cấp cứu dùng được nhóm này không? Không có trường hợp đông máu, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, ví dụ như đột quỵ mà có cục máu trong não, hay là tắc mạch phổi, mạch chi, trong các cái tắc mạch trong cơ thể. Có dùng được cái thuốc này ngay không? Thuốc này có tác dụng ngay không? Không ạ. Không. Chờ đến một ngày sau, đến hai ngày sau mới có tác dụng thì chết, đúng không? Cái hoại tử bệnh nó tiến triển đến đâu rồi, đúng không? Nên là cái nhóm này tác dụng chậm nhá. Nên không có tác dụng trong giai đoạn cấp cứu đâu. Mà khi mà đã có cục máu tắc mạch, đông tắc mạch là phải xử trí ngay, đúng không? Phải xử trí ngay. Đấy. Nên là cái này là chỉ có tác dụng lâu dài, chậm sau cái giai đoạn cứu chữa, giai đoạn đang nước sôi lửa bỏng, cứu là thuốc nhóm này chưa đủ để tác dụng. Không đủ, chưa phát huy được tác dụng. Thì đấy là cái này. Thứ hai, nó gắn nhiều vào protein huyết tương. Đây cũng là một cái lý do nó kéo dài tác dụng. Gắn nhiều vào protein huyết tương. Mà chúng ta biết là gắn vào protein huyết tương thì cái dạng gắn là dạng chưa có tác dụng. Có dạng tự do thì mới có tác dụng. Ngay cái bài đầu tiên rồi. Đấy, ôn tập cái bài đại cương. Cho nên gắn nhiều thì nó sẽ nhả từ từ ra. Đúng không? Cái dạng gắn với protein huyết tương nó nhả dần ra dạng tự do thì nó phát huy tác dụng, đến thường tác dụng nó sẽ xuất hiện, nó có thể là kéo dài hơn, vì do nó cái lúc nào càng gắn nhiều protein huyết tương thì càng nhả từ từ thuốc ra, tác dụng dài hơn. Một cái đặc điểm nữa
là nhiều thuốc chuyển hóa qua, được chuyển hóa qua cái gan nhờ cái hệ enzyme cytochrome P450 ở gan. Đấy, nhiều thuốc được chuyển hóa qua gan. Đấy. Và trong số đó thì một số thuốc lại có tác dụng ức chế cái hệ enzyme chuyển hóa thuốc ở gan. Bản thân thuốc chuyển hóa qua gan, nhưng mà trong đó có một số thuốc gọi là thế thêm cái tác dụng ức chế chính enzyme chuyển hóa thuốc ở gan, cho nên nó lại làm chậm chuyển hóa của chính nó. Đấy là một lý do chậm chuyển hóa của chính nó, lấy lý do thuốc tác dụng sẽ kéo dài hơn. Mà kéo dài hơn là nguy cơ đấy. Nguy cơ là gì? Tác dụng chống đông máu nó kéo dài. Chống đông máu kéo dài thì sẽ dẫn đến nguy cơ chảy máu. Lại đang được từ nguy cơ cục máu đông lại chuyển thành nguy cơ xuất huyết chảy máu. Đấy là phải lưu ý nhé. Và một cái nữa là lại thuốc lại có chu kỳ gan ruột, chu trình gan ruột, nghĩa là gì? Thuốc chuyển hóa qua gan, chúng ta học rồi đấy, chu trình gan ruột, thuốc chuyển hóa qua gan xuống ruột, xuống ruột chỉ một phần nó thải ra ngoài theo phân thôi, còn nó lại gì? Một phần nó lại chuyển hóa trở thành chất mẹ, nó lại hấp thu ruột vào gì, tĩnh mạch ở vào gan rồi lại đi vào vòng tuần hoàn, thế người ta gọi là chu trình gan ruột, nó cứ đi nhiều vòng, lúc nào nó không thải, mỗi lần chỉ thải chữ ít thôi, phân còn nó lại cứ hấp lại, nó quay vòng, càng làm cho thuốc tác dụng kéo dài, càng làm cho thuốc tác dụng kéo dài. Thì đấy là cái lý do mà làm sao mà dùng cái thuốc này nhá, lưu ý tác dụng xuất hiện chậm, cho nên khó theo dõi cái gọi là khó theo dõi cái tác dụng của nó lắm, khó theo dõi. Nên là người ta phải theo dõi bằng xét nghiệm đấy, chứ không phải là còn nhìn cái bên ngoài thì khi mà nó đã gì chảy máu rồi thì là muộn rồi, đúng không? Thì đã xuất huyết chảy máu rồi là biết rồi, liều cao rồi là nguy hiểm rồi, nên là người ta phải theo dõi, có cái cách theo dõi bằng xét nghiệm đấy, bởi vì cái dược động học nó phức tạp như thế này nên người ta phải theo dõi bằng xét nghiệm để xem là kiểm soát được liều dùng nhá, tác dụng đến đâu là vừa phải, đủ để chống đông, không tạo thành máu đông, đỡ tắc mạch nhưng cũng không nguy cơ gây chảy máu. Thế đấy là dùng cái thuốc này nó khó cái chỗ ấy. Đông cũng máu cũng gì nguy hiểm, mà chảy máu cũng nguy hiểm, cho nên là người ta phải cái cách theo dõi. Thế thì một số cái thuốc trong này nhá, ví dụ như Dicumarone này, Warfarin này, Warfarin là cái loại mà cũng hay dùng nhiều, hiện nay dùng nhiều là Warfarin này, hoặc là Tromisan. Những cái tên thuốc thuộc cái nhóm dẫn xuất Warfarin, Nandiol. Thì trong nhóm này nó lại có nhiều tương tác, cũng là thuốc có nhiều tương tác, nhóm dẫn xuất Coumarin cũng là có nhiều tương tác, chính cái tương tác này nó có thể ảnh hưởng đến cái tác dụng của thuốc. Tương tác là dùng cùng các thuốc khác, ví dụ như là những thuốc làm tăng nồng độ Coumarin, những thuốc làm tăng nồng độ của Coumarin trong máu lên, nghĩa là gì? Nồng độ lên có nghĩa là tác dụng Coumarin sẽ mạnh hơn, nguy cơ chống đông máu nhiều hơn thì nghĩa là dẫn đến chảy máu, không? Nghĩa là dễ dẫn đến nguy cơ chảy máu. Những thuốc làm tăng nồng độ Coumarin có nghĩa là làm tăng tác dụng Coumarin trong máu lên và chống đông máu quá mạnh dẫn đến chảy máu. Ví dụ như là những cái thuốc đẩy Coumarin ra khỏi protein huyết tương, bởi vì Coumarin nó gắn mạnh, cái dẫn xuất Coumarin nó gắn nhiều vào protein huyết tương, nên khi mà nó bị các thuốc khác đẩy ra, thì nó sẽ gì? Dạng tự do. Dạng tự do thì tác dụng nó mạnh. Ví dụ như một số thuốc như clofibrat, thuốc hạ máu này, hạ cái nhất là triglycerid này, phenylbutazone là cái thuốc giảm đau chống viêm, sinfamid một loại kháng khuẩn, hoặc là có sinfamid hạ đường huyết, hay tumutamid cũng là thuốc sinfamid hạ đường huyết. Thì những cái thuốc thông thường ví dụ như dùng đồng thời như này, những thuốc chống viêm, những thuốc hạ cái điều trị rối loạn về tháo đường, hoặc là điều trị rối loạn lipid máu, nó gì có thể là gây ra cái tình trạng là nếu mà dùng bệnh nhân vừa dùng cái có nguy bệnh mạch, nguy cơ đông tắc mạch phải dùng Coumarin, rồi lại bệnh nhân lại bị đái tháo đường, lại bị đau xương khớp chẳng hạn, là dùng chung thuốc nhau, dùng chung nhiều loại thuốc với nhau, có nguy cơ làm tăng nồng độ Coumarin và tăng nguy cơ xuất huyết nào. Hay là những cái thuốc mà ức chế chuyển hóa gan Coumarin, chế chuyển hóa của gan
ức chế chuyển hóa gan, nó làm cho coumarin chậm chuyển hóa thì cũng tăng nồng độ trong máu, gây tăng nguy cơ chảy máu. Ví dụ như allopurinol là một thuốc mà rất hay dùng trong bệnh gút. Đấy, khó là thuốc trong bệnh gút. Bệnh người bệnh bị bệnh mạch phải dùng thuốc đông, đúng không? Thì lại hay bị bệnh rối loạn chuyển hóa. Bệnh tim mạch thì lại kèm theo đái tháo đường, kèm theo rối loạn lipid máu, kèm theo bệnh gút. Những cái thuốc này nó lại làm gì? Nhiều thuốc làm nồng độ coumarin lên. Đấy, cho nên khi dùng nhiều người bệnh nhân, nhất là người cao tuổi bị nhiều phối hợp nhiều bệnh thì nó lại phải dùng nhiều thuốc, mình thuốc này để tương tác với nhau làm tăng tác dụng của coumarin là tăng nguy cơ chảy máu. Đấy, lưu ý nhé. Nhưng ngược lại những cái thuốc nó lại làm giảm nồng độ coumarin trong huyết thống, làm giảm nồng độ coumarin trong huyết tương thì nó lại làm gì? Mất tác dụng, giảm tác dụng của coumarin. Nghĩa là gì? Không chống được đông máu. Cục máu đông nó gì? Dùng dẫn xuất coumarin để phải chống đông, thì bây giờ lại không chống đông được, nó vẫn còn cục máu đông, lại nguy hiểm gây tắc mạch. Đấy, đấy là những cái thuốc mà làm ứng enzyme gan, cái chuyển hóa coumarin lên thì nó coumarin mất tác dụng đi, mất tác dụng chống đông nhá. Đấy, ví dụ như là barbiturat, nhóm thuốc ăn thuốc ngủ đấy, phenobarbital hay là rifampicin là cái thuốc, một loại thuốc kháng sinh dùng cùng, thì nó lại làm mất tác dụng đi, gọi là dùng thuốc chống đông nó vẫn đông máu, là vì tác dụng của thuốc bị giảm đi nhá. Thì nhóm này là cái chuyển hóa là phải vấn đề phải lưu ý, tương tác thuốc cũng là vấn đề phải lưu ý. Lưu ý ở hai chỗ là gì? Hoặc không có tác dụng là vẫn máu vẫn đông, hoặc là lại dụng quá mức, đấy là gì? Chảy máu nhá. Thì là thì đấy nhá, thì đấy của cái thuốc chống đông nhá. Chỉ định của thuốc chống đông nhá, đấy là cái phòng và điều trị nghẽn mạch, phòng và điều trị tắc nghẽn mạch, phòng và điều trị tắc nghẽn mạch nhá. Ví dụ như là cái bệnh nhân bị viêm tĩnh mạch, động mạch phổi, nhồi máu cơ tim đó, những trường hợp mà có nguy cơ tạo thành cục đông thì dùng dự phòng. Còn nếu mà điều trị này nhá, nguy cơ tạo thành cục máu đông thì người ta phải dự phòng. Đấy, còn điều trị cái trường hợp nghẽn mạch nhá, đấy, điều trị thì nó làm cho hạn chế cái sự lan rộng của máu đông. Vì cái thuốc này nó là ức chế tổng hợp các yếu tố đông máu. Nhóm này là cơ chế là ức chế tổng hợp yếu tố đông máu thì nó xong dùng trong dự phòng là chính. Ức chế tổng hợp yếu tố đông máu thì gì? Không tạo được cục máu đông thì nó dự phòng là chính. Thế còn điều trị là một khi đã hình thành cái cục máu gì? Máu đông rồi thì lúc chúng ta mới điều trị đấy. Lúc này nó là ngăn chặn sự phát triển lan rộng cục máu đông. Ngăn chặn sự phát triển sự lan rộng cục máu đông. Đấy. Thế là dùng trong phòng và điều trị nghẽn mạch. Đấy. Và một cái chỉ định thứ hai là ở trong sách em cũng có ghi nên là người ta gọi là diệt chuột, thì cái này thì là để thêm vào thôi, diệt chuột không phải điều trị cho người đâu, nhưng mà trong sách nhiều khi cũng ghi là cái diệt chuột. Đấy. Thì cái diệt chuột thì ta cũng có thể dùng cái thuốc chống đông coumarin này để người ta trộn vào thức ăn. Nó là dùng đường uống mà. Người là dùng bằng đường uống cho nên là khi người ta vào đường tiêu hóa, cho nên khi mà trộn vào thức ăn, trộn vào nướng thịt tôm lên rồi các cái thức ăn mà chuột nó thích ấy, trộn vào thôi, con chuột nó ăn. Nó ăn phải cái thức ăn mà trong có chứa cái dẫn xuất coumarin và indangyol này. Thì cũng giống như người ấy, khi mà ăn phải liều cao thì nó sẽ làm sao? Sẽ bị làm sao? Chị làm sao các em? Liều cao của thuốc này mà dùng cho người thì sẽ nguy cơ là chảy máu. Là chuột nó sẽ gì? Máu, nó chảy máu. Đấy, thì nó là gọi là quá thành như là chảy máu, đúng không? Mà chảy máu nhiều chắc chắn là gì? Điều cao chảy máu nhiều nó sẽ đến mất máu, đúng không? Và nó chết. Đấy. Nhưng mà chỉ có cái điều là dùng cái thuốc diệt chuột này thì bằng dẫn chuột này nó chết là do chảy máu, mất máu. Nên là khi mà nó mất chảy máu ra thì chuột nó thường hay khát nước. Đúng không? Thì thiếu mà chảy máu nó hay khát nước cho nên nó hay ra những cái chỗ có nguồn nước mà nó uống. Đấy, cho nên nếu mà diệt chuột bằng cái thuốc này nó có ưu điểm mà nó không chui vào trong ngõ ngách gầm tủ gầm giường thì nó chết. Đấy. Nên đi ra ngoài chỗ nước, đi ra ngoài nó chết. Một số loại thuốc chuột mà gì
diệt xong nó cứ chui vào những cái chỗ tối nó chết, nên có khi hàng xóm ở nông thôn chẳng hạn, hàng xóm diệt chuột là gì, tự nhiên nhà mình thấy cái mùi rất khó chịu bốc lên, nó rất là, ví dụ nó chạy vào những cái chỗ gầm giường gầm tủ nó chết. Đấy. Nhưng mà cái chết của con dùng cái marine thường là do mất máu, nó thiếu máu, nó chảy máu cho nên nó hay ra phía bên ngoài cái chỗ có nguồn nước là nó uống. Đấy, thì cũng là một cái ngộ độc. Và gần đây cô cũng nghe một cái thông tin đây có khoảng 1-2 năm là gia đình mà diệt chuột bằng cái cumarin này, thế là để không cẩn thận thế là có trẻ con ấy. Đấy, thấy có kiểu nó nghịch rồi nó cho bé nó nghịch rồi nó thấy những cái thức ăn thứ nhất gì đấy để chuột cho chuột ăn mà nó không mình không cẩn thận, thế là khi nó cho lên mồm, thế là ngộ độc cumarin. Ngộ độc cumarin là những cái mà rất là những cái dùng trong cuộc sống hàng ngày nó không thật là nó khi là gây nguy hiểm rất là lớn. Vừa nghe đây chắc cũng thời gian cũng phải quá xa đâu. Có một cái thông gọi là một cái trên cái thông tin là tình trạng ngộ độc một cháu bé mà bị ngộ độc cumarin là do thuốc chuột, gia đình không cẩn thận mà dùng thuốc chuột bằng cái dẫn xuất cumarin này. Thế đấy là về cái chỉ định. Còn chống chỉ định thì dùng nhất là phụ nữ mang thai cho con bú, không dùng dẫn xuất cumarin để uống. Và nếu cần phải dùng thuốc chống đông thì dùng cái nhóm thứ hai chúng ta sẽ nói là nhóm heparin, bởi vì cái này nó qua được nhau thai và sữa mẹ có nguy cơ gây xuất huyết ở con, nó có nguy cơ gây xuất huyết ở con, cho nên là không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Đây là cái điểm hai cái nhóm thuốc chống đông này nhá. Chúng ta cứ kẻ ra hai cái cột, một bên là dẫn xuất cumarin và indangion, một bên là heparin là cái thuốc sau chúng ta sẽ nói, thì sẽ có rất nhiều điểm chúng ta so sánh về cơ chế, về tác dụng, về cách dùng, vân chúng ta sẽ có những cái điểm mà gì nó sẽ ngược nhau, cho nên chúng ta rất là dễ nhớ cái bài này. Cái kẻ hai cột cho cô là học rất là dễ nhớ và so sánh rất là dễ nhớ. Đấy, đấy là về cái dẫn xuất cumarin và indangion thì cái chỉ định chống chỉ định phụ nữ có thai cho con bú nhá, không được dùng. Thứ hai là tăng huyết áp, đúng không? Sợ cái nguy cơ gì gây chảy máu, nó tăng huyết áp bằng cơ gì, nếu mà huyết áp áp lực lớn, huyết áp nhất là chưa kiểm soát được. Đấy. Nguy cơ là gì? Chảy máu nhiều, hay là loét dạ dày tá tràng tiến triển, nguy cơ xuất huyết thôi, tất cả là do cái hậu quả của nguy cơ xuất huyết. Tai biến mạch máu não và các tạng chảy máu. Tai biến mạch máu não và các tạng chảy máu. Cái gọi là cái cơ địa tạng chảy máu thì người ta cũng không dùng. Vì cái nguy cơ là chảy máu xuất huyết thì dùng này nó khó dùng, xuất cumarin nó khó dùng. Cho cô hỏi tính như bạn Long mà làm sao mà cô đã nói rồi ghi thì phải ghi cả họ cả tên chứ không phải ghi riêng, này là cô không cho vào đâu nhá. Bạn nói mũi Long không thì không có ghi thế này đâu nhá, đã ghi phải có họ có tên thì các bạn ghi hết, mình ghi Long không cho nên cô không cho vào là vì thế. Đến buổi thứ 10 rồi mà vẫn còn cứ ghi chỏng lỏn mỗi cái tên không, nó phải có họ có tên đàng hoàng. Chưa nói là trong lớp có nhiều bạn Long thì làm sao, cho nên đã ghi là phải ghi đủ chứ không ghi ngắn cái kiểu như thế này nhá, cho nên cô không cho vào. Và bạn ấy thế nhá, nói đến buổi thứ 10 rồi mà vẫn thế. Bây giờ chúng ta nói tiếp về liều lượng và cách dùng nhá. Thì tác dụng chống đông nó phụ thuộc vào cá thể, cái này nó khó dùng. Đấy, chúng ta nói về nó có dược động học nó phức tạp, nhiều tương tác thuốc như thế nhá. Cái nguy cơ gì, nguy cơ tác dụng của thuốc nguy cơ hoặc không có tác dụng nguy hiểm hoặc tác dụng mức cũng nguy hiểm. Bây giờ lại tác dụng còn phụ thuộc vào từng cá thể, cho nên nó không có một cái liều nào gọi là liều thống nhất chung cho tất cả các bệnh nhân đâu, nhất chung cho các bệnh nhân đâu. Mà tác dụng chống đông nó phụ thuộc vào từng cá thể, từng bệnh nhân. Cho nên đối với mỗi bệnh nhân khi dùng thuốc chống đông nhóm cumarin thì phải theo dõi bằng xét nghiệm. À, xét nghiệm đây người ta theo dõi bằng thời gian, đấy, thời gian quick, để từ đó người ta tính ra cái tỷ lệ prothrombin, thời gian quick để tính cái gì, tỷ lệ prothrombin để mà điều chỉnh liều, tính cái tỷ lệ prothrombin để mà điều chỉnh liều. Thường là ta giữ cho cái tỷ lệ prothrombin nhá, khoảng độ 25-40% là vừa phải so với người bình thường, là vừa phải. Đấy. Vì nếu
tỷ lệ prothrombin nếu mà gì nó dưới 25% hoặc trên 40%. Đấy. Thì trên 40% thì nó vẫn khả năng chống đông được nó kém. Nhưng mà dưới 25% thì nó ít quá thì nguy cơ trẻ máu. Thường người ta phải theo dõi thời gian tỷ lệ prothrombin để điều chỉnh liều. Bây giờ thì người ta có thể đo chỉ số INR nhá. Thế cho prothrombin để cho nó tránh cái sự sai sót giữa các cái chênh lệch giữa các cái labo đấy, nhưng mà nói chung là phải tính được cái gì để tính được cái gì cái mức độ tác dụng thuốc đến đâu nhá. Cố gắng dùng cái liều thuốc duy trì trong cái gì một cái tỷ lệ hợp lý, một cái nồng độ hợp lý để tránh cái gì để cho thuốc duy trì được cái tác dụng trong cái phạm vi hợp lý, tránh cái tác dụng là không có tác dụng hoặc là cơ chảy máu. Thế thì dựa trên cái xét nghiệm này nhá, thì người ta sẽ chọn cái liều phù hợp từng cá thể nhá. Liều phù hợp từng cá thể. Thì nếu mà chẳng may mà lại gì liều chẳng may mà nhân dùng quá liều đến xuất huyết đến chảy máu thì lúc này chúng ta điều trị bằng cái gì đấy? Điều trị bằng cái gì? Chính là điều trị bằng gì? Làm đông máu trở lại. Làm đông máu trở lại bằng chính vitamin K. Đúng chưa? Đông máu trở lại bằng chính vitamin K, bởi vì vitamin K với lại cái marine là nó dụng gì? Nhau. Nhóm này là kháng vitamin K, đúng không? Tác dụng ngược nhau. Nên là khi mà tác dụng gì? Khi mà nếu chẳng may quá liều chảy máu quá mức thì chúng ta dùng vitamin K để đối kháng lại, để điều trị. Thì đấy là về liều lượng. Còn vitamin à, nhóm này nhá, thì độc tính của nó coumarin nó có thể là nếu mà liều cao thì nó có thể một số cái tác dụng không muốn như rối loạn thẩm phân, mau mạch, cái xuất huyết. Cái này là nói từ nãy rồi nhá, lúc nào cũng sợ nhất nguy cơ xuất huyết. Ngoài ra xuất huyết hay là chảy máu đấy, ngoài ra thì nó có thể gây dị ứng, lúc nào thế lúc nào có khả năng gây dị ứng, gây độc gan với thận với máu, mất bạch cầu hàm. Nhưng mà cái sợ nhất, nói đến cái này sợ nhất vẫn là nguy cơ xuất huyết. Cho những trường hợp nào có nguy cơ xuất huyết nặng là không dùng. Thế đấy là về cái thuốc chống đông máu dẫn xuất marine và inangion. Thế thì thuốc chống đông máu đừng uống, đúng không? Chúng ta nói là đừng uống đấy, và chỉ chống đông được trong cơ thể, đúng không? Đấy, đấy là cái dẫn xuất coumarin. Hiện nay thì có một số thuốc mới cũng dùng để chống đông đừng uống ngoài cái dẫn xuất coumarin. Để chống đông đường uống thì một số thuốc, ví dụ như rivaroxaban, nó chỉ ức chế cái yếu tố 10 hoạt hóa, ức chế một yếu tố 10 hoạt hóa thôi. Đấy. Không như cái coumarin, dẫn xuất coumarin thì ức chế cái gan tổng hợp cả 4 yếu tố đông máu 2, 7, 9, 10. Nó mạnh là rivaroxaban là cái nó chỉ ức chế cái yếu tố 10 hoạt hóa thôi. Đấy. Và dabigatran nó ngăn cản cái vị trí hoạt động của thrombin. Thrombin thì hoạt động thì sẽ chuyển fibrinogen thành fibrin, thì nó ức chế cái hoạt động, chế một giai đoạn thôi nhá. Hoặc là agatroban thì nó cũng chế trực cái thrombin nhá. Thì đấy là một số cái dùng đứng uống được nhá. Nhưng mà cũng ức chế được cái gì không đâu, vì nó ức chế cái gì yếu tố 10 hoạt hóa hoặc là tác dụng thrombin, ức chế một trong các cái giai đoạn của quá trình đông máu, của cái dòng thác đông máu, thì nó cũng ngăn chặn quá trình đông máu và nó có tác dụng chống đông và dùng đường uống. Đây là những thuốc mới ngoài cái coumarin là dẫn thuốc xuất kinh điển. Còn cái theo là thuốc chống đông máu đường tiêm, chống đông máu đường tiêm, hay là heparin, thuốc là heparin nhá. Thì vừa tác dụng chống đông trong cơ thể, vừa tác dụng chống đông ngoài cơ thể. Là vì cơ chế là gì? Cơ chế là gì? Nó làm mất dụng của yếu tố đông máu trong máu, nên tác dụng trong và ngoài cơ thể. Này, so sánh với cái nhóm marine chúng ta đã học lúc nãy, chúng ta sẽ thấy có rất có nhiều điểm nó ngược nhau và chúng ta rất dễ nhớ. Thế thì nguồn gốc heparin, heparin là một chất mà không xa lạ với cơ thể. Nguồn gốc của nó ở trong cơ thể chúng ta, nó có nhiều nhất ở gan. Ngoài ra nó có thể phổi hoặc là dặn một số bào niêm mạc ruột đấy, nó là những chất có sẵn trong cơ thể. Đấy. Cho nên nó có chữ hepa bắt đầu từ chữ gan. Đấy. Nó có rất nhiều ở trong cơ thể, nhưng mà trong cơ thể thì nó nằm trong những phức hợp chưa có tác dụng ngay.
làm cho những phức hợp chưa có tác dụng ngay nhá. Không có tác dụng ngay, khi nào được giải phóng ra thì nó mới có tác dụng thôi. Thì hiện nay thì người ta có thể chiết xuất từ hepatin từ động vật hoặc là bán tổng hợp. Bán tổng hợp, nếu muốn dùng nhiều thì người ta thường chiết xuất từ động vật hoặc là bán tổng hợp heparin. Và heparin là làm mất tác dụng của các yếu tố đông máu có ở trong máu. Mất tác dụng của các yếu tố đông máu có ở trong máu. Đấy. Các yếu tố 9, 10, 11, 12 hoạt hóa. Nó làm chế các yếu tố 9, 10, 11, 12 hoạt hóa có ở trong máu. Và nó ngăn cản cái gì? Nó ngăn cản cái tác dụng của thrombin. Làm cho thrombin không chuyển fibrinogen thành fibrin được, cho nên không tạo thành cục máu đông. Thì cơ chế là thường là heparin nhá, vào trong cơ thể nhá. Thì heparin nó sẽ gắn với một chất gọi là antithrombin 3. Antithrombin 3. Bình thường trong máu thì có một cái chất là antithrombin 3. Nó gắn với thrombin. Nhưng mà antithrombin có nghĩa là gắn với thrombin. Gắn với thrombin để nó làm mất tác dụng thrombin. Nhưng mà cái sự gắn bình thường nó rất là chậm, rất là yếu. Này là cái tự bảo vệ của cơ thể đấy. Ví dụ như là khi mà có thrombin nhá. Có thrombin, khi nào mà quá trình đông máu hoạt hóa tạo thành thrombin thì lúc này thrombin sẽ chuyển fibrinogen thành fibrin và tạo thành cục máu đông. Nên cơ thể là trong cơ thể nó sẽ có một cái chất mà đối kháng với thrombin, đấy là antithrombin 3. Nếu thrombin được hình thành thì nó gì? Nó sẽ đối kháng, nó sẽ gắn với thrombin là mất tác dụng thrombin đi thì máu không đông nữa thì nó mới ở thể lỏng, nó mới lưu hành được trong lòng mạch chứ. Đúng không? Cho nên trong cơ thể lúc nào cũng có sẵn một lượng antithrombin 3 nhưng gắn với thrombin rất là chậm chạp, rất là yếu. Khi mà có mặt heparin, tiêm heparin cho bệnh nhân thì heparin nhá, nó sẽ gắn với thrombin 3. Từ đó nó giúp cho antithrombin 3 này. Heparin nó gắn với antithrombin 3. Đấy, để nó giúp cho antithrombin 3 tiến nhanh đến cần thrombin mà kết hợp được với thrombin. Anh người ta nói cách khác, tượng là heparin nó giống như một cái cầu nối ấy. Một đầu nó là antithrombin 3, nó gắn với antithrombin 3 ở một cầu nối và nó sẽ như là cái cầu nối, cái cầu trượt để cho antithrombin 3 nó trượt nhanh, nó tiến đến gần thrombin ở một đầu kia. Heparin sẽ là cái cầu nối giữa thrombin và antithrombin 3. Là cầu nối thì nó tiến, nó đẩy nhanh cái antithrombin 3 tiến gần đến thrombin, thở thrombin, mất tác dụng thrombin. Cho nên là fibrinogen không chuyển thành fibrin và máu không đông. Đúng chưa? Thế như vậy là gì? Đây, heparin sẽ làm mất tác dụng của các yếu tố đông máu đã có ở trong máu rồi. Đây là heparin, vai trò heparin. Thì heparin thì là cái thuốc mà làm cái chất mà nó không hấp thu được bằng đường tiêu hóa, uống không được là vì nó bị phá hủy, nó bị phân hủy đường tiêu hóa, nó không có tác dụng. Đấy, cho nên là nó không được uống mà phải dùng đường tiêm. Tiêm thì nó thường tiêm dưới da hoặc là tiêm tĩnh mạch, nó không tiêm bắp bởi vì nó có thể tiêm bắp có thể gây xuất huyết tụ máu tại cái nơi tiêm, nên là tiêm dưới da hoặc là tiêm tĩnh mạch, không uống được. Còn một cái nữa là nó bị một cái chất ở trong cơ thể là heparinase phá hủy. Bị heparinase phá hủy. Nên thường heparin bình thường thời gian tác dụng rất ngắn. Vì trong cơ thể có thể sinh ra được heparin thì trong cơ thể cũng có cái enzyme để phá hủy heparin, heparinase. Nên thời gian tác dụng ngắn. Thời gian tác dụng ngắn. Đấy, bị phá hủy rất nhanh. Thải trừ nhanh, thời gian tác dụng ngắn. Và nó được thải trừ qua nước tiểu. Nó không qua nhau thai, sữa mẹ. Cho nên heparin lại dùng được chống đông trong trường hợp cần dùng thuốc chống đông
thì phụ nữ mang thai phải cho con bú dùng heparin chứ không dùng cumarin. Cumarin nó lại tra được nhau thai qua sữa mẹ nên có khả năng gây xuất huyết, chảy máu ở con. Cho nên không dùng cumarin mà dùng heparin. Đấy là lại là cái sự khác biệt đấy. Giữa hai nhóm. Nó có những cái điểm khác biệt giữa hai nhóm, chúng ta lại so sánh. Đấy, lại so sánh. Thế về tác dụng thì heparin có dụng đông đông. Theo cơ chế như vừa rồi. Đông đông máu theo cơ chế như vừa rồi. Đúng không? Chế tổng hợp các yếu tố đông máu, ức chế tác dụng yếu tố đông máu trong máu. Ngoài ra nó có tác dụng chống đông vón hay là kết tập cầu. Đây cũng là tác dụng tốt. Chống kết tập cầu thì cũng góp phần gì vào làm chống đông máu. Đấy. Và nó có một cái tác dụng nữa là cái hạ cái lipoprotein máu, đặc biệt là nó hạ cái triglyceride. Đặc biệt là hạ triglyceride. Tuy nhiên là người ta thấy có tác dụng này nhưng mà người ta cũng không dùng trong lâm sàng đâu, có thể nó ảnh hưởng đến cái gì, nó có ảnh hưởng đến cái tác dụng chống đông nên là người ta cũng không áp dụng nhiều trong lâm sàng. Nhưng mà nó còn thêm có tác dụng nữa là nó tăng tân tạo mạch, tăng tân tạo mạch máu mới ấy, là tạo những mạch máu mới đấy. Cho nên là trên những cái vết thương, vết bỏng mà nó muốn tăng cái liền sẹo ấy thì người ta có thể là trong cái phức hợp mà bôi bôi lên các bề mặt vết thương, vết da, vết bỏng có thể người ta cho thêm heparin. Đấy, để nó tăng tân tạo mạch máu mới để liền cho cái vết thương vết bỏng. Đấy. Thì đấy là một số ứng dụng nhá. À, một số cái tác dụng, những tác dụng chủ yếu chính trong lâm sàng là tác dụng chống đông máu. Dùng bằng đường tiêm. Chỉ định điều trị nhá. Vì nó tác dụng tiêm. Tác dụng rất là nhanh nhưng mà bị phá hủy nhanh trong thời gian ngắn nhá. Nhưng mà gì? Phù hợp với cái đoạn mà điều trị các cái, nó là cái tình trạng huyết khối trong giai đoạn cấp không? Giai đoạn cấp tính thì dùng có được không? Gan mà dùng có được không? Heparin không? Dùng heparin trong giai đoạn cấp không? Không, bạn nào nghe à? Bạn có nghe không đây? Dạ có. Nhưng mà cô đang hỏi là thế bây giờ trong giai đoạn cấp bệnh nhân đang bị cái máu đông trong giai đoạn cấp tính, máu đông tim, não, ở phổi, ở mạch, có dùng được heparin không? Có dùng được không? Dùng được, dùng nó nhanh đúng không? Tác dụng nó nhanh, dùng đường tiêm, dùng rất là nhanh mặc dù ngắn, chúng ta có thể truyền tĩnh mạch, dùng tốt được vì tác dụng của nó rất là nhanh. Còn không thể dùng được cái cumarin bởi vì tác dụng nó chậm, hàng ngày sau, hai ngày sau nó có tác dụng, đúng không? Cumarin vừa dùng đường uống lại tác dụng chậm thì làm sao mà xử trí được kịp thời. Cho nên trong giai đoạn cấp thì người ta dùng heparin, đấy là ứng dụng trong giai đoạn cấp thì dùng heparin. Đấy. Mặt phổi đau thắt ngực thể không ổn định là giai đoạn trước của nhồi máu cơ tim. Đấy, hoặc tắc cái động mạch ở não hay là cái rối loạn đông máu, nói chung là có nguy cơ huyết khối, đúng không? Thì người ta, mạch thì người ta dùng trong giai đoạn cấp, người ta tiêm heparin. Thế còn cái thứ hai là dự phòng huyết khối nhá. Thì trong động mạch hoặc tĩnh mạch thì trong phẫu thuật đối với những bệnh nhân nằm lâu đấy, nằm lâu ngày thì là máu nó lưu thông chậm, mà máu cứ chảy qua những chỗ nào lưu thông chậm thì nó dễ đọng lại, lắng đọng lại và dễ gây hình thành cái cục máu đông. Đấy, những người nằm bất động lâu ngày thì cấp tính sau phẫu thuật thì người ta có thể dùng dự phòng, nhưng mà cái dự phòng này cũng hạn chế vì nó phải dùng đường tiêm cho nên cũng hạn chế. Nhưng mà cũng một số trường hợp không uống được, cần tác dụng nhanh thì người ta cũng phải dùng gì, dùng đường heparin nhá. Và một cái dự phòng nữa là gì, là cái dự phòng đông máu ngoài cơ thể. Chúng ta nói rồi, có thể dùng ở ngoài cơ thể. Đấy, ngoài cơ thể, ví dụ như là nhỏ một giọt heparin vào trong ống nghiệm, ống đông trong ống nghiệm, làm các cái thí nghiệm. Hay là cho heparin vào trong các cái túi mà gì chứa mà đựng máu để truyền máu cho bệnh nhân khác. Hoặc là dự phòng đông máu trong những trường hợp lọc máu ngoài cơ thể. Ta phải đưa máu ra ngoài cơ thể, đúng không? Những bệnh nhân bị suy thận đấy, lọc máu, đưa máu ra ngoài cơ thể rồi lọc xong rồi lại đưa máu trở lại cơ thể bệnh nhân.
Ví dụ cái phải máu không đông nhá, thì người ta đề phòng thì phải máu không đông để giữ cho cái gì, giữ cho cái máu nó không đông mới lọc được xong lại đưa vào cơ thể, thì người ta cũng dùng heparin nhá, cũng dùng heparin. Thế thì đấy là về cái những cái chỉ định heparin nó rộng hơn u dẫn xuất coumarin, chống đông cả trong và cả ngoài cơ thể. Thế thì heparin nhá, cái tác dụng không mong muốn của nó nhá, thì đầu tiên là chảy máu nhá. Đấy, thế thì cũng dường như là tác dẫn cho chống đông máu mà gì mạnh thì trở thành chảy máu nhá, mạnh thì trở thành chảy máu cũng giống như coumarin thôi nhá. Và đặc biệt là có tác dụng nó là gây giảm tiểu cầu, đấy. Có trường hợp là xuất huyết giảm tiểu cầu sau khi dùng heparin nhá. Cho nên trong những người mà giữ chạy tim phổi nhân tạo ECMO, ECMO bây giờ đấy là người ta có khi phải cho dùng heparin mà gọi là lọc máu ngoài cơ thể đấy. Nên là nhiều khi có những người có tai biến là xuất huyết do giảm tiểu cầu đấy nhá, gặp những trường hợp ấy đấy. Thế thì tiếp nữa là cái dị ứng nhức đầu nôn đấy, liều cao có thể gây loãng xương thấy, hoặc là tăng enzyme gan. Thế thì nhưng mà cái nguy hiểm nhất vẫn là gì, chảy máu, xuất huyết và giảm tiểu cầu, đấy. Thế thì nếu mà quá liều heparin đấy, thì người ta điều trị nhá. Quá liều chúng ta lại so sánh này, quá liều coumarin thì chúng ta dùng vitamin K, thế là thế. Còn nếu quá liều heparin thì người ta dùng cái protamin sulfat, dùng cái thuốc là protamin sulfat. Đây là một protein kiềm tĩnh mạch, có tác dụng trung hòa được heparin. Kiềm tĩnh mạch thì có tác dụng trung hòa được heparin. Đấy, thế thì đấy là về cái heparin nhá. Thì nó có những cái điểm mà nó sẽ gì để mà chúng ta so sánh được với cái coumarin nhá, nghĩa là khi điều trị quá liều thì anh dùng vitamin K, heparin thì dùng protamin sulfat để mà trung hòa heparin. Thế thì heparin chống chỉ định, tuyệt đối là không bao giờ được dùng trong trường hợp tiền sử giảm tiểu cầu nặng khi dùng heparin. Thì một trong những tai biến nặng của nó là ít người thôi nhưng mà có thể gây ra giảm tiểu cầu rất nặng và xuất huyết rất nặng khi dùng heparin, thì là sao không được dùng heparin nữa. Cái thứ hai là bệnh lý chảy máu có tổn thương cơ quan đấy, nên là nó dễ bệnh lý dễ chảy máu thì cũng không dùng, nó nguy cơ chảy máu nhiều hơn. Các tình trạng chảy máu nguy cơ liên quan đến rối loạn huyết động, nói chung là có nguy cơ chảy máu thì không dùng, vì cái này nó tiền tĩnh mạch, tác dụng nó rất là nhanh đấy, tác dụng rất là nhanh, cho nên là gì là không dùng nhá. Thế và cái nữa là cái cũng chỉ định đối nhá, là những cái người mà phải cân nhắc rất cẩn thận khi dùng đấy, tốt nhất không dùng, còn nếu buộc phải dùng phải cân nhắc giữa lợi ích nguy cơ nhá, để đánh giá lợi ích nguy cơ. Ví dụ như bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, rồi là bệnh nhân có viêm nội tâm mạch hoặc là tăng huyết áp mà chưa kiểm soát được thì nguy cơ xuất huyết cũng nhiều. Phải cân đối, phải nghĩa là phải cân nhắc kỹ trước khi dùng nhá. Thế đấy là chống chỉ định. Đấy. Thế còn có trên lâm sàng hiện nay thì có hai loại heparin. Heparin người ta gọi là heparin bình thường hay là heparin không phân loại. Heparin bình thường đấy, heparin chuẩn đấy nhá. Đấy. Thì thường là cấu trúc nó cồng kềnh, nó phức tạp. Mà trong cái đoạn cấu trúc cồng kềnh phức tạp ấy nhá, thì nó chỉ có một đoạn ngắn là nó có tác dụng, là nó phát sinh ra tác dụng dược lý thôi. Chỉ có một đoạn ngắn là nó phát sinh ra tác dụng dược lý thôi, có tác dụng dược lý. Còn những đoạn khác là những đoạn gì, nó gắn thêm vào đấy, gắn thêm vào thì nó làm cho cái phân lượng của cái heparin nó to lên, nó cao lên, nhưng mà thực tế thì chỉ có một cái đoạn đấy. Thực tế thì chỉ có một cái đoạn nó có tác dụng thôi. Thế cho nên là gì, người ta mới tìm ra một cái loại heparin mới, heparin mà nó cồng kềnh, nó phức tạp, người ta gọi là heparin không phân đoạn. Đây là những heparin chuẩn, heparin bình thường đấy, thì nó là heparin không phân đoạn, nó chỉ có cái đoạn delta peptide là có 5 cái này đấy, có 5 cái delta đấy, delta saccharide là nó là cái vị trí mà có tác dụng này thôi. Cái đoạn khác là cái đoạn gọi là gắn thêm phân tử để nó tạo thành heparin, nhưng nó cồng kềnh, nó hoàn toàn không có tác dụng. Thế thì người ta mới cắt cái đoạn cồng kềnh đi,
cái đoạn cồng cành râu ria đi, người ta chỉ giữ lại cái đoạn hình chữ U này thôi nhá, giữ lại đoạn hình chữ U là đoạn delta saccharide này thôi, là cái đoạn mà có tác dụng đấy, tác dụng gắn với cái yếu tố 10 hoạt hóa để sinh ra tác dụng đông nhá. Nên người ta sẽ có một cái loại, hiện nay người ta dùng cái loại heparin mới, người ta gọi là heparin trọng lượng phân tử thấp hay là heparin phân tử lượng thấp. Heparin phân tử lượng thấp đấy. Thế thì heparin phân tử lượng thấp là cũng là cái chỗ mà nó gắn với lại gì, yếu tố 10 hoạt hóa để có tác dụng chống đông, nó bỏ những phần cồng kềnh ra, cho nên là cái trọng lượng phân tử nó phải giảm đi đấy. Thế thì cái heparin chúng ta có hai loại, một loại là heparin không phân đoạn hay là heparin bình thường, heparin lượng phân tử thấp. Thì heparin đây, chúng ta người ta so sánh là nếu mà heparin không phân đoạn là loại bình thường, heparin trọng lượng phân tử thấp thì sẽ yếu, sẽ đối kháng được mạnh hơn với cái yếu tố 10 hoạt hóa. Thì nó sẽ dùng có nhiều ưu điểm hơn nhá. Dùng nó có nhiều ưu điểm hơn là dược được học nó điều của nó thì ít thay đổi. Ít phụ thuộc vào người bệnh, ít phụ thuộc vào cá thể. Đấy. Mà liều nó thường là dược được học nó dễ xác định, nên cái liều của nó thì ít thay đổi, nó cố định hơn. Cái sinh khả dụng của nó cũng cao hơn. Đặc biệt là cái nhóm phân heparin phân tử lượng thấp thì thời gian tác dụng nó dài hơn. Đấy, dài hơn. Nghĩa là người ta chỉ cần tiêm dưới da mỗi ngày một lần thôi là có thể duy trì tác dụng. Trong khi heparin bình thường thì bị cái heparinase nó phá hủy rất nhanh, nên là phải tiêm gì? Tiêm dưới da phải nhiều lần, hoặc là phải tiêm mạch, chuyển tĩnh mạch liên tục, dùng cái heparin trọng lượng phân tử thấp đặc biệt, thời gian tác dụng dài hơn, cho nên bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú được. Còn heparin không phân đoạn phải tiêm liên tục là bệnh nhân ở trong bệnh viện đấy. Thế thì đấy là cái ưu điểm, cho nên hiện nay xu thế là người ta dùng cái heparin trọng lượng phân tử thấp. Một số cái biệt dược của heparin trọng lượng phân tử thấp, ví dụ như là enosaparin, biệt dược là Lovenox, và danteparin là Fragmin, đây là một số cái tên cái biệt dược mà nó là heparin trọng lượng phân tử thấp. Đấy, có thể dùng tiêm dưới da, phải có thể chỉ cần một lần một ngày thôi cũng được. Bệnh nhân có thể dùng ngoại trú được, nó ít cái nguy cơ chảy máu hơn, ít cái nguy cơ dễ theo dõi hơn. Đấy, thì là người ta có thể dùng ngoại trú được. Đấy. Thế ngoài ra thì các thuốc chống đông máu đường tiêm khác, đường tiêm khác, heparin là đường tiêm. Thì các thuốc chống đông máu đường tiêm khác có thể một số cái chống đông máu như là các heparinoid hợp. Đấy. Thì cái này tác dụng chống đông yếu. Mà trong các cái dẫn xuất hợp, đấy, thì người ta có thể dùng một số đường tiêm khác như tiêm dưới da các cái đoạn các xuyên phát tổng hợp, cũng gần giống như là heparin trọng lượng phân tử thấp đấy. Đấy. Và cái hirudin, các chất ức chế trực tiếp thrombin. Ức chế trực tiếp thrombin giống như cơ chế của giống như là cơ chế của heparin, hirudin, nhưng mà hirudin này là giống như là gì? Bắt chiếc cái giống cái tinh chất của con đỉa ấy. Đấy. Chất của con đỉa mà cắn vào người, đúng không? Khi nó bám vào người nó cắn vào là máu chảy mãi, không cầm được, máu chảy mãi đấy. Thì đấy thì là cái tinh chất của con đỉa nó cũng giống như là gì? Nó cũng làm ức chế trực tiếp thrombin, cho nên là người ta cũng hợp cái chất mà nó có tác dụng tương tự như là hirudin dẫn xuất từ con đỉa thì nó sẽ cũng có tác dụng chống đông máu. Đấy. Thế chúng ta nói xong về các thuốc chống đông máu, còn thuốc chống kết dính tiểu cầu, ví dụ như là aspirin chúng ta học rồi. Đấy, aspirin thì không nói lại nữa, chúng ta học rồi. Đấy. Và một cái nữa là cái ví dụ như clopidogrel cũng là một thuốc chống kết tập cầu bây giờ. Kết tập tiểu cầu bây giờ cũng phải dự phòng những người mà ví dụ sau đặt stent đề phòng đông máu trong sau khi can thiệp mạch. Như thế, can thiệp đặt stent là vành chẳng hạn, can thiệp mạch chẳng hạn, thì người ta có thể dùng cái thuốc chống kết tập tiểu cầu để tránh đông máu. Thường phải dùng lâu dài thì phải dùng suốt đời đấy. Dùng aspirin liều thấp và dùng clopidogrel là nó ức chế cái cụ thể ADP, hoặc là nó ngăn cản cái sự gắn gọi là hoạt hóa của những cái chất glycoprotein của fibrinogen, nó làm cho ngăn cản cái sự gắn fibrin vào tiểu cầu, làm cho tiểu ngăn cản cái sự dính của tiểu cầu, tiểu cầu không dính lại với nhau được thì nó không tạo được cục máu đông, dự phòng kết dính tiểu cầu ở những người thường là dùng yếu tố nguy cơ đông tắc mạch, tức là sau khi thiệp mạch máu là stent như thế. Thế đấy, còn đấy là chúng ta nói xong nhá, cái phần thuốc tạm đông máu, thuốc chống đông máu, đúng không? Và bây giờ cuối cùng còn mấy phút nữa thì chúng ta sẽ nói một cái thuốc tác dụng trên fibrin nhá, tác dụng trên fibrin. Thế một khi mà cái fibrin nó đã tạo thành cục máu đông rồi, một khi fibrin nó đã fibrinogen nó chuyển thành fibrin và fibrin thành cục máu đông rồi gây tắc mạch,
Bây giờ muốn cho cái mạch nó lưu thông trở lại thì người ta phải làm tiêu fibrin đi, đúng không? Làm tiêu fibrin đi nên chúng ta nhóm là có cái nhóm thuốc làm tiêu fibrin. Nhưng ngược lại trong trường hợp mà gì? Có cái hiện tượng là khi mà fibrin nó tiêu nhanh quá thì lại xuất huyết, cái tình trạng chảy máu lại. Trường hợp tiêu fibrin nhanh quá thì trong cơ thể chúng ta có một số chất tiêu fibrin tự nhiên thì nó lại làm cho nhanh tiêu nhanh cái fibrin nó tiêu nhanh quá thì lại xuất huyết trở lại, thì chúng ta lại có cái nhóm thuốc chống tiêu fibrin nhé, trong lâm sàng nhé, thuốc làm tiêu fibrin để mà làm cho mạch máu lưu thông trở lại, cục máu đông đấy nó tan ra làm lưu thông trở lại, hay dùng nhóm hay dùng nhóm chống tiêu fibrin thì dùng trong trường hợp mà gì fibrin nó bị tiêu nhanh quá và lại xuất huyết trở lại ồ ạt nhiều quá, người ta dùng chống tiêu fibrin. Thế thì làm tiêu fibrin cái này hay dùng. Thế thì thuốc làm tiêu fibrin nhá, có nghĩa là những thuốc làm tan cục máu đông. Làm tan cục máu đông. Nó đông trong mạch, nó muốn cho máu lưu thông trở lại thì phải làm tan nó đi. Thế thì chúng ta biết là fibrin muốn làm tan được thành các chất phân hủy thì phải vai trò của plasmin. Plasmin. Mà plasmin thì chuyển từ plasminogen. Plasminogen nhờ các chất hoạt hóa kinase để chuyển thành plasmin thì lúc ấy nó mới tác động làm tiêu fibrin trong cục máu. Thế cái những cái chất hoạt hóa này là những chất nào mà nó để chất hoạt hóa này kinase là những chất gì để nó gì nó làm thành plasmin giúp cho fibrin bị phân hủy đi nhá. Thì các cái chất hoạt hóa plasminogen, người ta gọi là chất hoạt hóa plasminogen để chuyển thành plasmin đấy, gồm những chất nào? Có thể là urokinase. Urokinase thường là trong nước tiểu. Đấy, trong nước tiểu nó cũng có thể làm tan được cái cục máu đông. Đấy. Cái cục máu nó thể nhúng vào nước tiểu nó cũng tan phần cái cục máu đông ra. Đấy, urokinase. Hoặc là các cái chất hoạt hóa plasminogen ở mô. Đấy, mô. Hoạt hóa plasminogen mô là những cái protease, là phân hủy protein thì gọi là protease tái tổ hợp gen. Ví dụ nhật thuốc là antepase và retepase. Những cái thuốc này là cái thuốc mà là chất hoạt hóa plasminogen mô, nó chuyển plasminogen thành plasmin để làm tiêu fibrin của máu đông. Thế thì những cái chất này dùng trong nghẽn động mạch, nhồi máu cơ tim, nghẽn rồi, máu đông nó tắc nghẽn rồi, chúng ta dùng để nó tiêu đi. Hoặc là trong một số trường hợp như viêm mủ, lắng đọng máu ở màng phổi, khớp hoặc ống dẫn lưu, người ta cũng có thể dùng cái chất này, nó cũng tan đi để cho nó thông, mủ nó tan đi, hoặc là cái ống dẫn lưu nó bị tắc thì người ta nhỏ vài giọt vào đấy nó cũng thông đi. Thì chất này là chất là hoạt hóa plasminogen để chuyển thành plasmin tác dụng tiêu fibrin. Thế nhưng mà khi mà tiêu fibrin nó lại có nguy cơ chảy máu. Tiêu fibrin nó lại có nguy cơ chảy máu. Đấy, nên phải lưu ý. Đấy. Còn ngược lại với cái thuốc làm tiêu fibrin, có thuốc chống tiêu fibrin. Khi mà chảy máu trầm trọng, hiện tiêu fibrin quá mức quá nhanh gây chảy máu trầm trọng thì người ta dùng thuốc chống fibrin để cầm máu trở lại, để cầm máu trở lại nhá. Người ta có thể dùng các thuốc ví dụ như là acid aminocaproic hoặc acid tranexamic nhá. Đây là những cái chất này có tác dụng để chỉ định cho các trạng thái tiêu fibrin cấp đi ra chảy máu và hoặc là người ta dự phòng chảy máu sau phẫu thuật. Thế thì đấy là cái nhóm thuốc chống tiêu fibrin. Thì trong lâm sàng chúng ta có thể là dùng thuốc làm tiêu fibrin để cục máu đông, chống tiêu fibrin để chế những cái hiện chảy máu trầm trọng do fibrin bị tiêu quá mức nhá. Thế đấy là chúng ta kết thúc cái bài ở đây, được chưa? Kết thúc bài thuốc chống tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin. Hôm nay chúng ta hoàn thành bài. Thành ba cái bài là chúng ta đã kết thúc cái buổi thứ 10 rồi, chúng ta chỉ còn cái buổi buổi thứ 10 thôi nhá, là buổi thứ 11 nữa thôi, chỉ còn bao nhiêu cái bài chưa học chúng ta sẽ học nốt trong buổi mừng thứ 11 là buổi tuần sau, chúng ta sẽ kết thúc cái tuần 1 tháng 5 đấy, chưa được rồi. Thì đây thì bây giờ nè, sao có những bạn cô xem tí nhá. Nguyễn Phương Anh là lúc nãy có đúng không?